Từ Đồng Văn, Tân Kỳ, Nghệ An, khán giả có số điện thoại 0986, 3 số cuối là 267, có gọi điện về chương trình và hỏi như sau. Lợn nái nuôi mới đẻ được lứa đầu nhưng có biểu hiện là chết lưu con, chỉ đẻ được một phần, còn hai phần còn lại ở trong tổng số con thì là bị chết. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục hiện tượng trên và có thể để làm lợn nái tiếp được hay không? Xin mời những tư vấn của chuyên gia Lê Văn Năng. Trước hết là lợn chết lưu thai do hai cái nhóm nguyên nhân chủ yếu. Một là do parvovirus, tức là trước khi phối giống anh chưa tiêm phòng cái vaccine này. Hai là sai sót kỹ thuật trong cái thời kỳ mà đã nuôi lợn nái chừa. Ba là cái sai sót kỹ thuật khi mà chúng ta đỡ đẻ. Có ba cái sai sót đó nó dẫn đến là hiện tại là lợn đang bị chết, lợn con đang bị chết lưu ở trong bụng. Thế thì câu hỏi thứ hai ấy, là có thể làm nái tiếp được không? Tôi trả lời ngay là có, hoàn toàn được. Nhưng với điều kiện là chúng ta phải làm hai việc tiếp. Một là chúng ta phải điều trị viêm tử cung dự phòng. Và hai nữa là chúng ta phải tiêm những cái vaccine cần thiết. Thì điều trị viêm tử cung dự phòng hiện nay chết lưu ấy, chúng ta phải tìm đẩy cách đẩy nó ra. Nếu đẩy hết rồi thì tốt. Mà nếu chưa đẩy được thì chúng ta phải đẩy nó ra. Đẩy ra bằng gì? Bằng cách là chúng ta tiêm oxytocin. Liều lượng là nếu cho lợn nái chữa mà để kích chữa bình thường là 20 UI. Thế nhưng mà nếu như mà trong trường hợp này chúng ta thì tăng liều lên là 25 UI cho một tạ lợn. Và cách nhau cứ khoảng độ 30-40 phút chúng ta tiêm một lần, tiêm liên tục 3 lần như vậy để mà đẩy tất cả những cặn bã thâu nhau thai nó ra. Đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai là chúng ta phải thụt rửa. Cái thụt rửa thì chúng ta dùng cái T-Metrion. Chúng ta bơm cả lọ 1500cc vào. Và cách làm là chúng ta dùng cái vòi dẫn tinh ấy, để đưa vào tân dạ con, giống làm thao tác mà dẫn tinh ấy. Chúng ta bơm cái đấy vào và sau đó ta rút ra mỗi ngày một lần. Và thứ ba là chúng ta phải tiêm kháng sinh. Thế thì kháng sinh và kháng viêm ấy, thì chúng ta dùng cái Lincogen LA là tốt nhất. Kháng viêm là để xả thải tốt nhất. Mỗi loại 1ml trộn chung để tiêm cho 10 con heo một lần. Ngày 2 lần và phải tiêm đủ 4 ngày. Để nó sạch sẽ, tôi gọi là không còn viêm. Thế đấy là cái việc thứ hai, thế là trị viêm tử cung dự phòng. Và cuối cùng đó là chúng ta sau khi khỏi rồi thì chúng ta tiêm phòng và phải tiêm 4 vaccine trước khi phối giống. Thứ nhất là vaccine chống thai gỗ lưu thai mà đang gây nên cái hiện tượng này. Thì cái vaccine ấy gọi là vaccine chống parvovirus. Vaccine này phải tiêm 2 lần cách nhau 15 ngày. Và lần thứ hai phải tiêm trước khi phối giống 15 ngày. Như vậy thì chúng ta phải bỏ đi một kỳ động lực. Vaccine thứ hai quan trọng đó là tai xanh. Thì tai xanh chúng ta dùng một trong hai loại vaccine là JXCR1L của Trung Quốc hoặc Boehringer của Đức. Vaccine thứ ba là dịch tả lợn cổ điển. Thì dịch tả lợn cổ điển vaccine tốt nhất là của xí nghiệp thuốc thú y Trung ương Phùng Hoài Đức Hà Tây cũ sản xuất. Hoặc của Navetco cũng được. Và vaccine cuối cùng đó là LMLM, tức là lở mồm long móng. Thì vaccine lở mồm long móng là nên dùng vaccine nhị chủng. Tức là nhị chủng, tức là chủng O và chủng A. Như vậy là sau khi hoàn tất việc tiêm phòng 4 cái vaccine này thì chúng ta yên tâm cho phối giống và lợn trong quá trình chừa sẽ không bị mắc bệnh. Mà nguy hiểm mà nếu có thì là những cái bệnh chúng ta hoàn toàn có thể chữa được ngoài dịch tả lợn châu Phi. Vâng ạ, xin được cảm ơn những tư vấn vừa rồi của chuyên gia Lê Văn Năm.